vẫn còn những khu vực tự nhiên nào còn có thể có cây gai ác sinh sống hay không? Đây là một câu hỏi mở. Một nhóm các nhà khoa học đã tới để trồng một số loại thực vật ở đây. Mục đích là để tạo ra một sự đa dạng về tự nhiên và trồng những loài cây quý, những loài cây đang bị đe dọa. Có thể xem đây là một khu bảo tồn trong số những cây non được trồng ở đây có gai ác. Ở đây có bao nhiêu loài? Chúng tôi đã có hơn 50 loài. Công việc vẫn chưa kết thúc. Ở đằng kia trông hay phải không? Đây là loài cây có nhựa. Bạn có thể nhầm nó với cây cà phê. Nhưng cây cà phê thuộc họ cà phê. Trong cà phê không có nhựa. Gai ác là một loài cây rất hiếm. Loài cây này đang trên bờ vực tuyệt chủng. Một lý do đơn giản là hiện nay cả hai khu vực này đều nằm ở miền Nam. Đây là loài cây thích hợp trồng trên đất đá vôi. Điều này thường xảy ra ở những nơi đang trong thời kỳ tiến hóa quá độ của thực vật. Loài cây này đã sống sót qua các điều kiện không phù hợp lắm đối với sự tiến hóa của chúng, nghĩa là sự phát triển này khá khó khăn nếu cây phát triển thành một quần thể. Nếu không có sự can thiệp để tái thiết lại quần thể của chúng, loài cây này sẽ biến mất hoàn toàn. Anh có thấy những cái cây này tăng trưởng tốt ở đây không? Tôi không thấy điều đó. À, tôi thấy ở phía dưới. Thật tuyệt. Anh có nhìn thấy ở đó có nhiều cây gì không? Anh có thấy chúng là nhiều loài khác nhau không? Tỷ lệ này là để bảo vệ môi trường địa phương. Việc này đã diễn ra một thời gian. Giai đoạn 2 là bảo tồn các loài được tìm thấy ở đây bằng cách thu thập hạt cây một cách tự nhiên và trồng chúng để củng cố cho hệ thực vật hiện có trong vùng. Ngoài ra là thành lập một khu vực tương tự để trồng các loài cây mới. Như vậy, chúng ta sẽ có một lúc 3 đến 4 khu vực có đầy đủ các loài, cùng với sự kiểm soát về khoa học và bảo tồn hoàn toàn. Hiện giờ vẫn chưa thực hiện được hết những yếu tố này. Ở miền Nam, khu vực đá vôi thích hợp được đánh dấu để thực hiện các chương trình tương tự. Nói cách khác, người ta đem trồng cây gai ác tại môi trường ban đầu của nó, do loài cây này vẫn sinh sống ở những vùng đất như thế. Đây là một loài cây xuất xứ từ châu Phi. Chúng đã xâm chiếm nơi đây. Chúng lan ra với tốc độ rất nhanh. Đây là một cây Apocynacea. Chúng rất nguy hiểm vì vừa có thể mọc được ở nơi có đầy đủ ánh sáng, vừa mọc được trong bóng râm. Nhìn chung, các loài cây xâm lấn là những loài cây ưa sáng. Điều này vô cùng nguy hiểm. Tôi phải nhắc để các bạn nhớ vì sao loài cây này rất yếu nếu mọc gần nhau. Đó là vì các điều kiện hiện tại không đảm bảo cho sự phát triển của chúng. Vì chúng ta đang ở miền Nam, tại một vị trí hơi thấp và đã bị con người tàn phá nghiêm trọng. Cây gai ác cần rất nhiều dưỡng chất, do vậy đất phải tốt và có đầy đủ dinh dưỡng. Đó chính là lý do. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những cây ở đây yếu và gặp nhiều khó khăn trong việc nảy mầm. Một sự thật nữa mà chúng ta cần nói đến đó là tại đây, những cây gai ác đang bị dê ăn. Điều này đã giới hạn sự phát triển của loài cây này. Gai ác là loài cây rất có giá trị. Nó được xem là cây thuốc. Kể từ khi được phát hiện vào hồi thế kỷ thứ 16, thứ gỗ cứng này đã được dùng để làm dụng cụ lao động, bánh đa chuyển động và nhiều thứ khác.
Chất lượng gỗ siêu tốt đồng nghĩa với việc sự tồn tại của chúng cho đến ngày nay là một điều vô cùng hiếm hoi. Trên thực tế, tôi vẽ một cái cây. Tôi muốn cảm nhận sự phát triển của nó, năng lượng giúp nó mọc như thế nào. Cành cây vươn lên ra sao? Tôi sẽ cố gắng đặt mình vào vị trí của cái cây, nhìn xem nó mọc ra sao và sống như thế nào. Thật thú vị khi nhìn, bạn sẽ thấy cái cây có hình một trái tim. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời, năng lượng tốt. Tôi không biết liệu tất cả có giống như vậy không, nhưng cái cây này cho tôi cảm giác về sự dồi dào. Nó không quá to, nhưng nó vươn ra như một bó hoa. Loài cây này gần như đã biến mất. Do vậy, chúng cần phải được trồng lại ở trong các khu vườn và ở nơi công cộng. Nhược điểm của loài cây này đối với hầu hết những ai nôn nóng, đó là chúng mọc quá chậm. Nhưng tôi nghĩ rằng khi bạn trồng một cái cây, bạn không trồng nó cho mình. Bạn không nên chú trọng quá vào kết quả mỗi khi trồng cây. Bạn phải tìm kiếm một điều gì khác, một thứ trừu tượng. Trồng cây không giống như trang trí một khu vườn. Ý kiến của tôi là như thế. Đây là một quả trông rất bắt mắt, có hình trái tim, cũng giống như hình của cây. Nó có màu vàng sẫm. Khi mở ra, hạt của nó có màu đỏ son nằm bên trong. Tất cả kết hợp lại, trông vô cùng đẹp mắt. Những hạt nhỏ này cần được nhặt lại và mang trồng. Tôi nghĩ rằng mọi người nếu đi ngang qua mà nhìn thấy hạt của nó, thì nên nhặt lên, cho vào trong một cái chậu đất hoặc trồng ở vườn, vì đây là một loài cây rất đáng yêu. Trong một câu chuyện truyền thuyết của Amerindian, có nói rằng ngày xưa trái đất được đỡ bởi bốn cây gai khổng lồ, vô cùng vững chắc và mạnh mẽ, loài cây của sự sống. Gỗ của nó cứng như đá. Gai ác là loài cây có quá nhiều ưu điểm, nhưng liệu nó có đủ kiên cường để chống lại số phận đang dần bị tuyệt chủng của mình hay không? Con người từ trước vốn đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ loài cây này. Giờ đây, đang đảm nhiệm một trọng trách, đó là khôi phục lại những cánh rừng gai ác. Nhưng liệu con người có thể làm tròn trách nhiệm của mình hay không?